Ê yo, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện thoại Vui TV. Hôm nay thì cùng mình lại đến với Apple News số 355 để xem thiết kế mới của iPhone SE 4 và liệu bao nhiêu lâu nữa thì chúng ta sẽ dùng được Siri với tiếng Việt nhé. Ok, let's go! Theo thông tin trên mạng xã hội X, nhà phân tích Michiko của TF International Security vừa mới cho biết Apple đang phát triển một chiếc MacBook với màn hình gập và kích thước màn hình của nó rơi vào khoảng 20.3 inch. Từng có nhiều tin đồn về thiết bị màn hình gập do Apple phát triển, từ điện thoại cho đến tablet. Tuy nhiên, theo ông Kuo, chiếc MacBook được nhắc đến là sản phẩm duy nhất có lịch trình phát triển rõ ràng. Thời gian gần đây, tôi nhận được nhiều câu hỏi về việc Apple có kế hoạch sản xuất hàng loạt iPhone, iPad màn hình gập vào năm 2025 hay 2026 hay không. Và theo khảo sát mới nhất của tôi cho thấy, hiện tại sản phẩm màn hình gập duy nhất có lịch trình phát triển rõ ràng của Apple là MacBook với màn hình 20.3 inch. Dự kiến sẽ sản xuất hàng loạt vào năm 2027, ông Kuo cho biết. Đây không phải là lần đầu tiên Apple được đồn đoán phát triển MacBook màn hình gập. Vào năm 2022, nhà phân tích Ross Young đã tiết lộ rằng công ty đang nghiên cứu ý tưởng tạo ra một chiếc laptop với màn hình gập. Ít lâu sau, phóng viên Mark Gurman của Bloomberg cũng chia sẻ thông tin tương tự, nhấn mạnh Apple đang phát triển thiết bị màn hình gập với kích thước 20 inch và bàn phím cảm ứng. Đầu năm nay, The Information cho biết Apple đã phát triển iPhone màn hình gập từ năm 2018 với hai nguyên mẫu khác nhau. Một trong số chúng có dạng gập giống như cuốn sách, trong khi mẫu tiếp theo có dạng gập như vỏ sò. Và đến giữa tháng 2, trang Fixed Focus Digital của Trung Quốc khẳng định các nguyên mẫu iPhone gập của Apple đã tạm thời bị gác lại do không đạt tiêu chuẩn về chất lượng. Sau rất nhiều thông tin cho rằng iPhone SE 4 sẽ không được ra mắt thì giờ đây, chúng ta đã có bản khảo CAD của chiếc iPhone này và nó sẽ có viền màn hình mỏng hơn. Ngoài ra, Touch ID đã được loại bỏ và em nó thì chỉ được trang bị một camera mà thôi. Trang Native One Mobile đã chia sẻ bản vẽ CAD được cho là của iPhone SE thế hệ thứ tư. Thiết bị dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2025, ngoại hình sẽ thay đổi nhiều so với bản tiền nhiệm. Dựa theo bộ ảnh, thiết kế của iPhone SE 4 khá giống với iPhone 14 ở màn hình 6.1 inch, giải quyết chứa camera selfie và bộ cảm biến dành cho Face ID. iPhone SE 4 sẽ có kích thước 147.7 x 71.5 x 7.7 mm. Dù sử dụng thiết kế giống với iPhone 14, thế nhưng iPhone SE thế hệ thứ tư có thể sẽ nhẹ hơn khoảng 6 g do chỉ được trang bị một camera sau độ phân giải 48 MP. Bản vẽ còn cho thấy rằng mặt lưng của sản phẩm này sẽ có ống kính lớn, kế bên là micro và đèn flash. Trong khi đó, iPhone 14 sẽ được trang bị hai camera sau xếp chéo. Khung của iPhone SE 4 có thiết kế vuông vức. Tin đồn cho biết thiết bị dùng cổng USB-C thay cho Lightning. Ngoài ra, tấm nền màn hình trên máy sẽ chuyển từ LCD sang OLED. Cạnh trái của thiết bị sẽ được trang bị phím tăng giảm âm lượng. Và theo Mac Rumors, máy có thể sẽ tích hợp thêm nút Action Button tương tự như trên iPhone 15 Pro, dùng để kích hoạt nhiều tính năng khác nhau theo cài đặt của người dùng. Và vào đầu năm 2024 này thì một lần nữa Apple lại bị EU phạt. Và lý do phạt của lần này là Apple đã lạm dụng vị thế của mình, cạnh tranh không lành mạnh trong thị trường nghe nhạc trực tuyến, cụ thể hơn là với Spotify. Vào ngày 4 tháng 3, Ủy ban Liên minh châu Âu EU đã tuyên bố phạt Apple gần 2 tỷ đô do những quy định khắt khe trên App Store, lạm dụng vị thế thống trị trên thị trường phân phối dịch vụ nghe nhạc trực tuyến. Điều tra của EU cho thấy, chính sách từ Apple đã ngăn chặn các đối thủ, bao gồm Spotify, trong việc thông báo cổng thanh toán dịch vụ bên ngoài App Store đến với người dùng. Trong một thập kỷ qua, Apple đã lạm dụng vị thế thống trị trên thị trường phân phối ứng dụng nghe nhạc trực tuyến thông qua App Store. Họ làm như vậy bằng cách hạn chế nhà phát triển thông báo đến người dùng về những dịch vụ âm nhạc thay thế, chi phí rẻ hơn và nằm ngoài hệ sinh thái của Apple. Ủy viên về chống độc quyền tại EU cho biết, theo chính sách của Apple, lập trình viên sẽ không được thông báo về cổng thanh toán thay thế, chính là chi phí và cung cấp đường dẫn ngoài App Store để người dùng trả tiền dịch vụ. Về mặt lý thuyết, phí dịch vụ có thể rẻ hơn nếu người dùng thanh toán bên ngoài, bởi nhà phát triển không phải chi hoa hồng từ 15 đến 30% nếu sử dụng dịch vụ của App Store. EU nhấn mạnh, các điều khoản trên là điều kiện giao dịch không công bằng và bất hợp pháp. Ngoài tiền phạt, Apple còn được yêu cầu loại bỏ một số quy định tương tự trong tương lai. Mới đây thì Apple đã đăng tuyển kỹ sư máy học để có thể phát triển Siri và hỗ trợ cho người Việt Nam có thể dùng được Siri với tiếng Việt. Trong thông báo vào ngày 3 tháng 3, công ty cho biết cần những kỹ sư nói tiếng Việt có động lực cao, kỹ năng công nghệ phần mềm vững vàng và đặc biệt là nhạy cảm với ngôn ngữ và văn hóa bản địa.
Những yêu cầu chủ chốt của hãng là thông thạo tiếng Việt và có khả năng làm việc trong môi trường nói tiếng Anh, thông thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, làm quen với các phương pháp máy học để phân loại. Hãng không công bố mức lương dự kiến cho vị trí này. Kỹ sư được chọn sẽ làm việc tại văn phòng của Apple tại Singapore. Việc Apple tìm nhân sự cho thấy Siri sẽ được hỗ trợ tiếng Việt nhưng chưa rõ thời gian. Người dùng trong nước có thể ra lệnh bằng giọng nói với tiếng Việt cho thiết bị như gọi điện, đọc, viết tin nhắn, tìm đường và các tính năng nâng cao khác. Trong một số hội nhóm về nhà thông minh, nhiều người cũng kỳ vọng Siri sẽ sớm có tiếng Việt bởi hệ sinh thái nhà thông minh của Apple là HomeKit đang rất phát triển tại Việt Nam. Trước đó vào năm 2020, Apple cũng từng đăng tuyển nhân sự thành thạo tiếng Việt, nhiều khả năng để phát triển trợ lý ảo Siri cho người dùng trong nước. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có bước tiến nào về Siri tiếng Việt được công bố. Và đó là những thông tin rất hot của Apple trong thời gian qua. Các bạn nghĩ sao về việc Apple thì bị phạt đến 2 tỷ đô chỉ vì lạm quyền của mình? Và không biết là trong tương lai Apple còn lạm quyền nữa hay không? Các bạn có suy nghĩ như thế nào thì để lại bình luận nhé. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share và subscribe cho Điện thoại Vui TV để ủng hộ cho bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.